Xin chào các anh chị và các bạn. Tiếp theo cái video kế hoạch giao dịch tuần trước thì hôm nay mình cũng sẽ đi phân tích tiếp thị trường của tuần tới nha. Các anh chị và các bạn chú ý và theo dõi. Mình bắt đầu từ bạc đi. Bạc thì tuần vừa rồi tương đối là đúng như dự đoán là nó đã lên được cái mức cản trên này và nó cũng đã hồi. Nhưng mà nó không xuống hẳn mà nó chỉ hồi về cái lối đường gần EMA 20. Đây, sau khi chặn cái mức cản đó các anh chị thấy nha, về đường EMA 20 và đã bật lên. Dấu hiệu ở đây chỉ là một dấu hiệu hồi thôi chứ không phải là dấu hiệu giảm dài hạn. Các anh chị cũng để ý mà thấy này. Ở đây là một cái vùng đám mây nó mỏng và nó đã xuyên thủng đám mây, đã hồi lại, bây giờ đã đi tiếp. Đây, các anh chị này, xuất hiện một cây đi tiếp. Thì cái xu hướng tuần tới của bạc nó sẽ là một xu hướng tăng và cái mức độ chờ đợi của mình chính là mức cản ở trên đây. Anh chị để ý, đây là mức cản tiếp theo của nó. Thì cái xu hướng từ giờ đến Tết ta thì xu hướng là vàng và bạc nó đang là lên nha các anh chị. Có thể là qua Tết ta thì nó mới xuống được. Trong cái xu hướng này nó sẽ có những cái điểm hồi đó thì các anh chị cứ canh mua lên thôi. Đó, về bạc, bạc thì xu hướng đã xuất hiện tương đối rõ ràng này, là một cái xu hướng tăng. Cái dấu hiệu này hồi thì thường thường là với những cái dấu hiệu như thế này là thường thường là nó đang là tăng nữa nha các anh chị. Này, cái đám mây đằng trước nó cũng là một đám mây có cái xu hướng tăng rất là đẹp. Đó, đang tăng dần dần lên. Và CCI cũng báo dấu hiệu tăng, đến xác nhận cũng dấu hiệu tăng rồi. Tương lai là cặp này còn tăng nữa nha. Thôi, bạc thì mình chỉ có sơ sơ vậy thôi chứ còn không có gì. Những cái dấu hiệu nó cũng đã rõ ràng hết rồi. Và mình nhìn cũng thấy cũng tương đối là dễ. Nếu anh chị nào vào lệnh từ cái vị trí này thì mình top loss ngay dưới cái đáy này cho mình nha. Đây, mình top loss ngay dưới cái đáy này, dài hạn. Và tỷ lệ của các anh chị có thể đạt được lợi nhuận vào trên đây thì lợi nhuận 1-2 thì khoảng từ trên đây thôi. Cái lợi nhuận các anh chị mình cứ trên tỷ lệ 1-2 là được, thì khoảng trên đây là được, tách chỗ fit lên trên đây thì tách chỗ fit là được, có thể lên đây nó lại hồi lại rồi nó mới lên tiếp thì sao, thì mình cứ chờ đợi một lệnh tỷ lệ như vậy nha. Rồi mình qua vàng đi, vàng thì cũng vậy, vàng thì cũng có một cái xu hướng hồi trong vòng vài ngày đây các anh chị để ý này, nó cũng đã hồi này. Từ cái vị trí hôm trước là ở trên đây đúng không, nó đã hồi trong vòng vài ngày này, nhưng mà cái lực hồi của nó không được mạnh. Cái vị trí mình canh buy lên là những cái vị trí như vậy, cũng chờ đợi nó về được những cái vị trí như vậy rồi mình canh lên. Nhưng mà nó không về nổi và nó đã xuất hiện một cây nến này. Cây nến xác nhận này. Các anh chị lưu ý cái chỗ này cho mình nha. Đây, khi nó xuất hiện một cái cây nến như vậy, chưa chắc nó đã là một dấu hiệu đảo chiều. Với ở đây cũng chưa có xuất hiện dấu chỉ báo đảo chiều của mình này. Nên mình cũng phải chờ đợi để đánh ngắn hạn. Thì các anh chị có thể là xem ngắn hạn từ cái vị trí này được. Nhưng mà nếu mà đánh dài hạn là cái vị trí này các anh chị cũng chưa nên vội vào lệnh này. Mà chờ thêm một cây nến xác nhận nữa. Thứ nhất ở đây có hai cái vị trí là mình chưa có thể là vào lệnh ngay được. Thứ nhất là cái cây ngày hôm đó nó đẩy xuống, rồi cái cây cuối ngày nó đẩy lên, mình phải theo dõi được cây nến nha. Ở cái cây ngày sáng đầu ngày thì nó đẩy xuống, rồi cuối ngày nó đẩy lên nên tạo thành một cây nến đôi di đỏ này, nhưng mà đóng cửa nó vẫn đóng cửa dưới giá mở cửa nên cái cây nến nó đã xuất hiện dấu hiệu như vậy. Nhưng mà cái cây nến mình chờ là một chờ một cây nến xuất hiện tiếp theo ngày đây này. Nếu một cây nến lên nến giảm này thì mình có thể sell ngắn hạn xuống được, nhưng mà cây nến này nến tăng thì mình lập tức mình phải đổi chiều mình buy lên nha. Đó, thì cái xu hướng bây giờ nó thành một cái xu hướng tăng với mình rồi. Đây các anh chị để ý này, đây là một cái cản tiếp theo của vàng. Và cái mức độ chờ đợi của mình là bây giờ là mình sẽ buy lên thôi, chờ hồi trên H1 đó. Và mình buy lên theo xu hướng. Đến khi gặp cái cản này, có thể các anh chị chờ hồi trên H1 một đoạn và sẽ buy theo cái xu hướng này. Nó lên cái cản này, rồi khi nó lên cái cản này nó có thể hồi trên D1 được. Nó mới quay về nó hồi được. Đây, khi nó lên cái cản này thì nó mới có thể hồi về những cái đường EMA dưới đây rồi nó có đi tiếp được. Thì cái lực vàng tương đối là mạnh, lực vàng với lực bạc tương đối là mạnh nha. Các anh chị nào nếu mà an toàn á, thì cái vùng này mình không nên buy nữa. Và mình chờ canh sell những cái vùng trên thì là tốt hơn. Chứ còn ở vàng ở cái vùng này cũng hơi là cao rồi. Xu hướng dài hạn, nếu những ai mà vào được những cái lệnh dưới ở khu vực dưới này mà giữ được á, nó sẽ tốt hơn. Chứ còn bây giờ vào những cái khu đánh dài mà không vào những khu vực dưới này mà vào ở đây thì cũng rất nguy hiểm. Có thể là nó hồi bất cứ khi nào á, mình không thể rõ được, mình không biết được. Nên mình cũng không nên vội vào lệnh những cái khu vực này nha. Có chăng là đánh lướt sóng trên H1 các thứ thì mình vào tùy theo cái trường hợp mà cái lực thị trường nó có mạnh hay không thì mình vào thôi. Tại vì cái xu hướng chính của mình cảm thấy là mình đang nhìn thấy là ở trên D1 nó đang là một xu hướng tăng. Thì trong H1 hoặc trên những cái khung nhỏ các anh chị đánh lướt sóng thì có thể đánh theo cái xu hướng của nó được. Chứ còn để đánh dài hạn những cái vùng này thì mình không nên vào mua nữa nha. Và mình chờ những lên những cái vùng này này và mình sell xuống. Đó là vàng, vàng xu hướng vừa rồi tương đối là mạnh và đồng U tương đối là yếu không lên nổi luôn. Mình qua UG đi. Vàng vẫn tăng thì UG nó lại đảo chiều giảm, nó không thể tăng được nữa. Hôm trước cái dấu hiệu này mình nghĩ là có thể lên được, nhưng mà cuối cùng này cái cây nến này nó đã thay đổi tất cả, các anh chị để ý. Cây nến này nó đã thay đổi và cuối cùng mình phải đi theo cái xu hướng của nó này. Đấy, khi nó xuất hiện với dấu hiệu đảo chiều nha, là một cây nến đỏ là lập tức này, mình đã còn phải đảo chiều theo nó này, hoặc là mình sẽ chờ đợi này. UG đang nằm ở cái vùng cản, các anh chị cũng thấy cái vùng cản đó. Cái vùng cản này cũng tương đối là mạnh, nhưng mà cái lực những cây nến này cũng rất là mạnh này. Cái gì đấy CCI mạnh và lực cây nến này.
Những cây nến như cái kiểu dạng như vậy là những cây nến cực kỳ mạnh, nên rất có thể là bị xuyên thủng cái kháng cự này. Và đến những cái mức kháng cự tiếp theo, thì những cái mức kháng cự tiếp theo có thể là những cái mức kháng cự đây. Đây là một vùng kháng cự của nó nữa. Nó có thể là phá qua đây luôn. Thì cái mức đợi chờ đợi của mình á, ở cái vùng này dài hạn thì các anh chị không nên buy và cũng không nên sell ở cái vị trí này. Và nếu mà được thì mình sẽ chờ nó hồi về một chút rồi mình sell nó xuống đây thì nó sẽ tốt hơn. Đó, các anh chị để ý nhá, nó sẽ là hồi về một đoạn rồi nó đi thì nó sẽ đẹp hơn là khi mình vào ở vị trí này. Vào vị trí này nó đang gặp cái cản tương đối là mạnh, mà các anh chị xác định cản này đó có thể là nó bị đẩy lên liền, cũng tùy vào lực thị trường. Cái lực này cũng chưa phá, chưa có đóng cửa cây này nên vào cái vùng này rất nguy hiểm. Còn nếu mà anh chị nào thích vào lệnh buy, vào lệnh buy thì có điểm cho mình top lot thì mình top lot ngay ở dưới cái đáy này thì được, và tỷ lệ TP của mình 1-2 thì là rất nhỏ, rất rất dễ ăn thì là tốt. Còn lệnh sell thì mình nghĩ là không nên nữa nhá, trừ khi các anh chị vào rồi thì các anh chị rời top lot lên, vào những cái lệnh ở trên này rời top lot lên thì nó sẽ tốt hơn. Qua EU đi, EU thì một cái xu hướng vẫn là tiếp tục tăng, lực ơi cực kỳ mạnh. Tuần vừa rồi nó có giảm trong những ngày đầu này, cái lúc mà về đến vị trí này mình có phân tích các anh chị đúng không, nó rất dễ là bị đảo đảo chiều và nó có dấu hiệu đảo chiều, và mình nghĩ là nó có thể xuống sâu được, nhưng mà nó cũng chỉ hồi được về cây này mình cũng ăn được ngắn hạn. Nhưng mà đến cái dài hạn thì mình về đến đây là mình cắt rồi. Nếu các anh chị đánh tinh tế các anh chị nhìn sẽ thấy nhé, tại vì các anh chị nếu mà theo dõi những phương pháp của mình đúng không, mình mà vào lệnh đây thì mình luôn sẽ TP cái vị trí gần cái đường EMA đây và EMA 20 và 50 ngay đây. Nếu các anh chị để theo dõi mình thì cái vị trí này là chị mình TP, và cái vị trí của mình top lot sẽ là ngay trên cái đỉnh này, thì tỷ lệ 1-2 của mình tương đối ở ở đây, mình có thể là CC, mình có thể 1-2 cắt take profit ở đây nên mình vẫn ăn được. Còn đến cái vị trí này mình sẽ dừng lại và mình xem xét nó tình hình nó thế nào, và đúng như thế như mình đã dự đoán là nó về này, các anh chị để ý này, nó về chạm 20 EMA 20, nó cũng là sideways cái vùng này một hai cây nến này, hai cây nến này các anh chị để ý đó, nó đã bật lên đó và nó không xuống được, cuối cùng nó đã phải bị đẩy lên thẳng. Các anh chị mà xem những cái video mình phân tích, mình rất chú ý cái đường EMA 20 này. Đây các anh chị để ý này, một cái xu hướng tăng xuất hiện này, nó hồi về và nó tăng tiếp. Mình chỉ không khuyến khích các anh chị buy dài hạn những cái vùng này thôi. Vì là buy dài hạn những cái vùng này mình nghĩ là nó một cái xu hướng nó tăng hơi bị mạnh rồi, nên mình không khuyến khích anh chị buy dài hạn. Còn về cái xu hướng hoặc về cái xu hướng hình thành thì hoặc là cái mô hình thì mình vẫn bảo là đây là một cái mô hình tăng chứ không phải là một cái mô hình giảm, đúng không? Các anh chị để ý này, đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy trước này. Đúng không? Đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy. Và cái mức độ cái mình chờ về là chính là chờ hồi về và buy lên theo cái xu hướng là cái điểm mình kháng cự đây, cái vùng kháng cự đây. Đó là EU mình phân tích. Thực sự là tương đối là chuẩn, nhưng mà cái mà mình chỉ có không tin tưởng vào đó là nó nằm ở cái vùng cao màn hình nhá, nên mình không thích vào thôi. Chứ còn cái mô hình hoặc cái những cái mà mình đã phân tích thì nó chính xác là một cái mô hình tăng và là giá trị tăng, và cái vị trí hồi cũng chính xác là về đường EMA 20 này. Đó, nó là bị bật lên những cái dấu hiệu như vậy này. Nên các anh chị mà theo dõi thị trường, các anh chị sẽ thấy được những cái mô hình nến hoặc những cái dấu hiệu nến nó rất là đẹp, và những cái mức kháng cự của nó rất là tốt. Những cái vị trí đây rất nhiều người người ta canh bay lên. Đó. EU là một cặp mà đúng, đi đúng theo mô hình và đi đúng theo những cái gì mà mình đã phân tích là đúng. Còn cái mà mình đã phân tích, cái mà sai ở đây á là chỉ là cái cảm tính của mình là ở trên cao nên mình không muốn buy này thôi. Còn cái mô hình là nó xuất hiện nha, và nó cũng đã đi đúng này, các anh chị để ý này. Nó một cái xu hướng hình thành lên gặp kháng cự, hồi lại hồi về và xuất hiện một cái xu hướng tăng và nó tăng tiếp. Thì EU với cái lực như vậy nữa thì EU còn tăng nữa. Mô hình đến xuất hiện là đảo chiều rồi này, thực sự xuất hiện những cái mô hình như vậy là mô hình tăng rồi thì nó còn tăng, thì mình phải chờ đợi thêm. Cái này thì mình vẫn, nếu anh chị nào đánh ngắn hạn thì có thể là chờ hồi rồi buy lên, nhớ top lot trên H1. Chứ còn về dài hạn thì cũng không nên buy cái khu vực này nữa. Khu vực này là vùng cao rồi, cũng không buy, mình cũng không khuyến khích, không đánh cặp này đánh cặp khác thì mình không khuyến khích là buy cái vùng này. Những cái ai mà cảm nhận được thị trường á, đánh ngắn hạn thì cái này là rất tốt nha. Tại vì đúng với phân tích kỹ thuật này, các anh chị phân tích đúng thì nó sẽ đúng với phân tích kỹ thuật và phân tích nến luôn. Mình qua GU, GU thì quá đẹp rồi. GU thì mình đã nói với anh chị là sell buy dài hạn rồi mà. Cặp này buy dài hạn, dù mức nào cũng buy dài hạn và cũng chính xác là đúng với mức hồi luôn. Cặp này rất chuẩn luôn. Đây, mình chờ hồi về. Mình nói cái đợt trước mình nói anh chị nào mà vào được cái mức này đúng không? Thì vào. Còn không, hôm nay nó lên nó gặp cái mức kháng cự đây. Cái tuần trước mình phân tích cho các anh chị là nó đã gặp chạm cái mức kháng cự và nó đã về. Đây. Các anh chị nhớ xem lại cái video hôm trước mình phân tích nha. Tất nhiên là có những cặp đúng, có những cặp sai, nhưng mà quan trọng là cái mức độ mình phân tích sao, có đúng đúng mình chấp nhận sao và sai mình chấp nhận sao. Thì cặp này mình bảo với các anh chị là cặp này là một cặp buy dài hạn, GU và GJ là buy dài hạn chứ không phải là trong ngắn hạn nha.
thì có nghĩa là cái xu hướng của nó là đang tăng rồi. Các anh chị chỉ chờ hồi về thôi. Và cái mức hồi các anh chị để ý này, chính xác là hồi về cái vùng EMA 20 và 50 đây. Đặt một lệnh chờ đây đúng không? Mình top lót ngày dưới đây, bài dài hạn là tỷ lệ của mình quá hay rồi. Nó không đi một đường thẳng mà các anh chị để ý, nó lên nó gặp kháng cự, nó hồi về và nó đi. Mình xác định là bài dài hạn rồi nên mình không sell. Đúng không? Không sell ăn không ăn được cái vị trí này. Có EU thì ăn được nhưng mà GU mình không không sell cái vị trí này. Tại vì GU mình nghĩ lực nó mạnh và thật sự là cái ngày cuối tuần nó vẫn là mạnh và nó bị đẩy lên, thì GU với mình cũng vẫn là một cái quan điểm là tăng dài hạn. Tiếp theo mình qua UCHS. UCHS thì cũng chính xác luôn. Cái gì để ý mình có nói sao rồi. UCHS cái hôm phá cái cản ở dưới đây đúng không? Nhưng mà 2 ngày nó hồi thì mình cũng nói anh chị rồi là phải chờ hồi về rồi mình sell tiếp, và chính xác này. Anh chị nói đúng không? Các anh chị không xem lại cái video trước á, thì với xem phân tích mình có đúng không? Mình bảo là chờ hồi về, không vội sell cái vùng này nữa mà chờ hồi về đây. Mình sell xuống đúng theo kỹ thuật. Và chính xác cặp này đây chính xác. Vì là cặp này các anh chị biết sao không? Nó đúng xu hướng rồi, đúng một cái mô hình giảm rồi. Đáy sau thấp hơn đáy trước, đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Và cái xu hướng là mình chờ về vùng hồi EMA 20 và 50 mình sell xuống thôi. Đó là mức cản. Cái vùng này nó có thể là kết hợp cả mức cản ở bên này qua này nhá. Thì đây là một vùng cản mạnh, thì nó phá qua đám mây rồi mà. Thì nó chỉ chờ hồi về EMA 20 50 và nó bị đẩy xuống. Và cái xu hướng của cái cặp này rất có thể là còn còn giảm dài hạn, giảm đây là giảm nữa thôi. Đây, đây là những cái mức cản tiếp theo của nó này. Đây là cản gần nhất này. Và cái mức kỳ vọng có thể là nó xuống sâu được đến những cái mức cản dưới đây nữa kìa. Thì tạm thời mình sẽ chờ những cái mức cản dưới đây. Và cái xu hướng này nó đang rất mạnh rồi. Có thể là còn sell nữa. Cái điểm vào lệnh nó quan trọng lắm. Nếu mà mình đã xác định một cái mô hình giảm của nó thì mình vào lệnh. Nên vào lệnh những cái vị trí mà nó hồi về này, thì top loss của mình nó ngắn á, thì mình dễ được cái lợi nhuận nó tốt hơn. Hoặc là cái khi mình có lợi nhuận rồi mình rời nó an toàn hơn. Chứ còn nếu mà mình vào những cái lệnh mà nó đã cái lực mà những cái cây nó mạnh quá như vậy thì mình phải chờ hồi nữa. Ngày thứ hai mình phải chờ hồi thêm là mình mới vào lệnh. Chứ mình không vào ngay lập tức được. Đó nên cái quan trọng á, cái phân tích thôi nhưng mà cái điểm vào lệnh nó cũng quan trọng. Cái trường hợp này rất đúng nhá. EU cũng đúng, GU cũng đúng và UCHF cũng đúng luôn. Đó. Một cái xu hướng nó hình thành rồi nó sẽ chờ hồi về và mình đi sell tiếp cái xu hướng của nó thôi. Mình qua U cạc. U cạc thì thế nào? Các chị để ý này, cũng tương tự là 1 2 3 4 5 cây, 5 cây thì cái vùng hôm trước là vị trí ở đây rồi. Cái vị trí ở đây mình nói với anh chị là không thể sell nữa đúng không? Và nào vào đây này, chờ hồi về. Chính xác là hồi về rồi nó xuống này, hồi về EMA 20 này. Rồi cái xu hướng của mình là vẫn tiếp tục là sell. Theo cái xu hướng kỳ vọng tiếp theo của mình là cái đáy này, đây là cái vùng đáy của nó. Và các anh chị để ý nó về đường EMA vùng cản nó lại bị đẩy xuống này. Đó. Cái xu hướng hình thành thì các anh chị để ý là đừng có đi quá thôi, còn cái vùng nào đó mà mình chưa vào lệnh, những cái vùng này mình chưa vào lệnh thì mình phải chờ này. Như hôm trước, như tuần trước là mình đã nói đúng không? Cái vùng này các anh chị không nên sell nữa mà chờ hồi về sell. Và cái điểm các anh chị muốn sell chỉ là những cái vùng này là các anh chị sell được. 20 về 50 này là cái so với cái hệ thống của mình là mình thường xác định cái vùng đó là vùng cản tương đối, và nó cũng kết hợp thêm cái mức cản ở bên đây nữa. Đây những cái vùng cản của những cái đáy cũ này này, của những cái vùng kháng cự mà rất là vững. Thì đó, các anh chị cũng nên tìm hiểu thêm vùng cản như thế nào. Nếu anh chị nào mà chưa có biết cơ bản chắc thì mình cũng phải tìm hiểu kỹ cái vùng này, cái này cho mình. Đó. U cạc thì tuần tới mình vẫn là khuyến khích các anh chị sell. Đây là sell được rồi. Nhưng mà cái vùng đây là mình không sell nha. Nhưng mà vùng này, từ cái vùng này không là mình sell được rồi. Mình qua AU. AU cũng tương tự với vàng. AU thì nó chỉ hồi về, nó lên gặp cản đây. Cái mức cản này, nó chỉ hồi được ăn một đoạn. Nói chung gặp cản này, cái hôm đó mình cũng ăn được đoạn ở đây này. Nhưng mà cái tỷ lệ của mình, nếu mà đây các anh chị để ý này, nếu mà gặp cản mình vào lại sớm thì cái tỷ lệ đây có phải là mình ăn 1, 2 nó dễ không? Mình top lót ngay ở trên đây. Và tỷ lệ mình có thể là đạt được 1 hoặc 1 2, thì cái tỷ lệ nó dễ hơn khi mình ăn được một đoạn mình có thể rời lên. Nhưng mà nếu các anh chị cứ chờ tín hiệu xác nhận rõ ràng, các anh vào rất rất dễ, mà không có kinh nghiệm á, rất dễ các anh dính về vùng hồi. Hôm trước mình có bảo với các anh chị và các bạn là chờ về hồi vùng này, nhưng mà bây giờ nó lực nó quá mạnh, nó không hồi về được, nó đi tiếp đó. Thì cái mức độ giờ đến cái mức độ mình chờ đợi là vùng cản tiếp theo. Với mô hình nến này thì mình nó đang còn đi lên một thời gian này. Nó đang đi lên. Nhưng mà mình vẫn khuyến khích là đánh dài hạn. Cái này ấy, phải chờ hồi tiếp thì mình mới vào. Tại vì cái hồi này mình cảm thấy chưa đủ. Theo mình nhìn thì mình cảm thấy không đủ. Nó phải hồi về một khoảng mà thì nó mới lên, nó phá được cái vùng đó. Thì cặp này mình cũng không muốn cho các anh chị bài đâu. Chờ đợi đi. Nên chờ đợi thì an toàn hơn. Bài ngắn hạn trong những một ngày, 1 2 ngày đầu á, cái lực nó đang mạnh á, thì mình có thể là buy ngắn hạn được trên H1 á. Nhưng mà phải top lót nha, đánh ngay vùng đỉnh này phải top lót nha. Còn các anh chị mà buy cái vùng đỉnh này mà không top lót, nó đổi chiều một cái không biết nó đi về đâu á, nên các anh chị
chú ý cho mình cái này. Nhiều anh chị đánh cứ đánh không top lot nên nó cũng quan nguy hiểm lắm. Mình không phải là đánh không top lot thì không phải là không có lợi nhuận mà lợi nhuận rất hay, nhưng mà các anh chị mà đánh nhỏ mà không top lot thì được, và phải biết cách giải lệnh chứ không phải là cứ 10 20 pip là các anh chị vào lệnh liền. Tại vì thị trường này bản chất của nó sideways nhiều hơn là xu hướng, chỉ một thời gian nó mới có xuất hiện một những cái xu hướng mạnh thôi, còn á bản chất là sideways rất nhiều. Thì các anh chị mà đánh cứ đánh 0,01 thôi, giải lệnh 50 trăm pip, các anh chị giải một lệnh thì tài khoản các anh chị lớn lớn một chút thì các anh chị nó khó cháy lắm, mà nó cũng khó có thể là làm cho tài khoản anh chị bị thâm hụt nặng. Nhưng mà các anh chị mà đánh lớn mà cứ nhồi á là nhanh cháy tài khoản lắm. Thì mình khuyên các anh chị là ở cái vùng này á đánh vào lệnh KH1 nhỏ thì các anh chị phải top lot ngay, và nó có dấu hiệu quay đầu các anh chị top lot ngay chứ không phải để nữa. Mình qua NU. NU thì cũng phá qua cái ngưỡng này rồi. NU thì tăng quá mạnh. Đây. Nó có hồi về cây này nhưng mà nó không ăn thua, nó cuối cùng nó cũng phá ra. Phá. Cái xu hướng nó mạnh quá. Chờ tiếp. Đây là cái mức cản tiếp theo của em nó. Mình chờ nó lên đây. Mình chờ thôi. Cái loại này là chỉ có chờ thôi. Thứ nhất có hai vùng chờ. Vùng chờ thứ nhất là vùng chờ này. Chứ không có buy nữa. Buy mệt lắm. Đây. Và đi lên. Vùng chờ thứ hai là chờ lên trên đây. Chờ lên trên đỉnh đây và sell xuống. Đó. Hai vùng chờ thì hai cái vùng này là vùng chờ của mình. Thì các anh chị các bạn nên chú ý. Mình nên như vậy thôi. Tại vì bây giờ mình vô buy chỉ buy cắt binh trong ngắn hạn thì được. Nhưng mà phải xem cái lực thị trường của cái bảng này nhá. Cái bảng này mình luôn nói với anh chị là rất hay đang đánh ngắn hạn. Nếu các anh chị nào mà hiểu mà theo dõi được cái bảng này á, mà hiểu được nó đánh cắt binh đánh ngắn hạn rất là tốt. Tại vì cái đồng tiền nào mạnh, đồng tiền nào yếu nó có thể hiện ở trên đây hết. Mình chỉ đánh đồng nhỏ nhất với đồng cao nhất, ví dụ EU bây giờ đang là 67. EUR đang 67, EU có 16 này thì EU tất nhiên là phải một cái lực tăng. Cái gì đấy cái lực tăng của EU này. Đó, thấy chưa? Một cây tương đối là mạnh. Thì mình đánh cáp binh trong ngày cái này nó duy trì khá lâu, mình phải có cảm nhận được đánh nhiều các anh chị mới hiểu được cái bảng này và đánh ngắn hạn được. Đó, mình qua EURGY đi. EURGY thì mình cũng ăn được một cái đoạn này. EURGY thì đẹp, nói chung là lần trước ăn được cái này là ăn đủ rồi. Cái vùng này về đây là cắt rồi và chờ thêm, chứ còn không bay, mình không bay mà mình cắt rồi chờ thêm và tôi cuối cùng nó là vẫn lên. Nó lên như cái kiểu lên như vậy thì nó chắc là nó còn phải lên được vài cây nữa. Rồi, EURGY thì các anh chị có thể là bay lên theo vài cây đầu tuần, có thể là lên cái vùng này là mình lại sell, canh sell chứ lại không bay nữa. Cặp này mình cũng vậy, ngắn hạn đó, thì mình nghĩ là trong vài ngày đó cái với cái dấu hiệu này nó còn còn lên được vài cây, nhưng mà lên đến cái vùng này mình sẽ chờ cái tín hiệu xuống mà mình sell, giống như những cái tín hiệu như vậy hôm trước mình có nói với anh chị đúng không. Thì cái đầu tuần đó là ăn cái EURGY này rất đẹp luôn, chỉ có hôm cuối cùng là nó bị bật lên cây này thôi, hôm thứ năm thứ sáu là nó bị bật lên hai cây, 3 ngày đầu tuần nó đi nó giảm tương đối là mạnh. Thì ở gì mình vẫn cái quan điểm là ở trên cao quá rồi mình không nên vào. Đây, nó cao quá rồi mình đâu có vào đâu. Mình chờ tiếp. Nhưng mà vẫn vẫn buy được ngắn hạn nha các chị, buy được ngắn hạn và chờ đánh dài hạn á, dài hạn mình vẫn chờ tiếp. Mình qua EG. EG thì đây có dấu hiệu giảm một đoạn mà nó tăng, và cái dấu hiệu này có thể là còn còn tăng nữa. Thì cái vị trí này mình gặp có cái vị trí sideways của nó từ bữa đến giờ đây thì nó cũng không được thật sự là tốt. Cái dấu hiệu này nó đảo chiều, cái vùng này đang sideways này, mình phải chờ thêm nó phá hẳn một hai cây lên trên trên hoặc một hai cây cho lên dưới với bay lên. Cái xu hướng này rất có thể là bay lên. Chờ cặp này á anh chị nào đánh dài hạn đúng không? Thì vào lệnh theo cái chỉ báo của mình vào lệnh và top lot ngay ở đây. Và tỷ lệ take profit cứ 1 2 cho mình. Anh chị vào lệnh ở đây đúng không? Đây take profit 1 2 là lên đây. Đó, cũng tương đối. Lên cái vùng cản trên đây là ok rồi. Cái tỷ lệ 1-2 lên đến vùng cản đây là ok đó. Thì cặp này buy dài hạn, cái gì nào mà buy dài hạn thì buy dài hạn nhá, mình không có nói đó. Theo chỉ báo của mình cái mô hình chỉ báo này cũng tương đối là mạnh đấy, cái này là chỉ báo đẹp, cái này cũng là chỉ báo đẹp, xuất hiện một cây đảo môi giảm này, xuất hiện một cây đảo chiều này và xuất hiện một cây tăng đẹp và CCI các thứ cũng đẹp, thì hội tụ cho các anh chị cũng những cái yếu tố buy này. Thì ai mà đánh dài hạn thì cũng có thể là vô thử cặp này, tỷ lệ 1-2 đánh 0,01, 0,02 và tỷ lệ 1-2 cái này ăn nếu mà ăn được mà mất cũng không có nhiều đâu, nên đánh dài hạn thì mình đánh vậy mà. Nên là nếu mà anh chị nào vào dài hạn thì vào này, còn ngắn hạn thì mình chưa xuất hiện, chưa chưa có dấu hiệu đánh theo ngắn hạn, không nên đánh theo cái xu hướng này nhá, xu hướng này mình cũng chưa chưa nghĩ là mạnh. Mình qua GJ tương tự đúng không, G mình vẫn nói là một cái xu hướng tăng dài hạn. Cái hôm này đồng JPY nó tăng quá thì nó có hồi, nó lên đây nó phá rồi nó hồi về nhưng mà anh chị để ý này vẫn là đường EMA 50 thôi. Đây, nó chưa có hồi về đây EMA 50 này.
và EM50 và đã bật lên. Đây, cây này bật thì tuần sau các anh chị lại bay theo xu hướng thôi. Bay thêm GU với GG mình bảo các anh chị là bay dài hạn mà. Thì GG các anh chị có thể là bay tiếp nha, tuần sau các anh chị canh bay tiếp cho mình. Mình vẫn quan điểm cái GU với GG đang là dài hạn. Khi nào mà mình cảm thấy là trong tương lai nó đang là bay dài hạn và nó chưa có dứt đâu, thì mình cũng cố gắng một tuần mình đã sắp xếp được cái công việc và cũng một số thứ. Bây giờ mình cũng có một số việc làm thêm, đang nghiên cứu nữa. Nên cái forex này mình cũng chỉ là phân tích cuối tuần cho các anh chị được thôi. Còn phương pháp hoặc là kỹ thuật thì nếu anh chị nào theo phương pháp kỹ thuật mình thì có thể liên hệ mình hỗ trợ thêm cho. Mình thì có nhóm đang hỗ trợ tài khoản live. Các anh chị nào đang chơi tài khoản live thì cũng inbox mình hỗ trợ cho. Qua chơi với mình có gì mình hỗ trợ cho cái tín hiệu hoặc là những cái phương pháp kỹ thuật. Có gì các anh chị cứ hỏi và mình sẽ hỗ trợ cho các anh chị và các bạn thì có thể chơi tốt hơn. Ngoài ra những cái phân tích này thì các anh chị cũng nên phải có những cái quản lý vốn hoặc là những để đánh dài hạn, để đánh lâu dài thì quản lý vốn vào và có cái khối lượng vào nó hợp lý một tí. Thì nó cần một cái quá trình, cái thị trường này quan trọng nhất là cần một cái quá trình để các anh chị có kinh nghiệm và tích lũy kinh nghiệm đó. Một cái nhìn nhận thị trường sao cho nó tốt. Khi nào thị trường lên, khi mà các anh chị chơi các anh chị sẽ cảm nhận được cái thị trường nó, cái thị trường này có thể lên hay xuống. Có những cái lúc lực nó đẩy xuống nhưng mà nó cứ bị đẩy xuống, nó bị đẩy lên, đẩy xuống, bị đẩy lên. Có nghĩa là cái lúc cái mức cản nó tương đối là cao, có nghĩa là những cái lệnh nào mình ngược mình lập tức mình phải cắt ngay. Đó là cái cảm nhận và những cái quyết định dứt khoát của mình. Thì cái đó đòi hỏi cũng phải cần có những kỹ năng và cần với những thời gian để các anh chị phải trải nghiệm, chứ không phải đơn giản là các anh chị đi ra ngoài các anh chị thấy chỗ này người ta nói cao lợi nhuận khủng các thứ thì là không có đâu. Thì đây, hôm trước mình có đăng một cái bài đăng đây. Cái bài đăng đây thì bảo là lợi nhuận thì các anh chị có thể nhìn cái hình này. Cái lợi nhuận như vậy, nhưng mà để đánh như vậy á, nó không có đơn giản, không có dễ đâu. Với nó cũng phải trải qua nhiều thứ lắm, chứ không phải là dễ. Cái này mình chỉ nghĩ là may mắn thôi, với có khi thêm kinh nghiệm. Chứ còn đánh vậy là cực kỳ nguy hiểm, không phải dễ dàng đâu. Có lúc là ăn được ăn nhiều nhưng mà thua cũng thua khá là đậm đó. Nên các anh chị cũng không phải là cứ nhìn thấy cái lợi nhuận mà các anh chị nghĩ là nó sẽ là dễ dàng kiếm được. Mà để có được cái quá trình lợi nhuận đó, các anh chị cần phải cả một quá trình mình rèn luyện và mình cảm nhận được thị trường nó mới tốt được. Mình cũng làm cái video đến đây thôi. Anh chị nào có bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh nha, để khi mình đưa video lên thì có thể là thông báo cho các anh chị sớm và các anh chị có thể có những cái sự tham khảo nó sẽ tốt hơn. Chào các anh chị và các bạn.